Dạ rồi bây giờ mình tiếp tục từ câu 51 đến câu 235 là theo đánh giá của em là em sắp là 185 câu hỏi khó. Còn từ 236 trở về sau tới 450 là những câu hỏi có thể dễ phân tích và anh chị có thể đọc được. Thì em rút ngắn là như vậy, là em đến vô những cái trọng tâm đây, những cái mà mình có thể sai và dễ sai nhất để chúng ta rút ngắn về cái thời gian học ở trên YouTube. Anh chị tập trung vào cái phần mà thi thử chấm điểm á, thi thử mà bộ đề quan trọng nhất phần đó. Rồi tiếp theo từ bắt đầu câu 51 thì khi sử dụng giấy phép lái xe đã khai báo mất để điều khiển thì chúng ta phải bị phạt bao nhiêu năm á? Ý là câu này như vậy thì mẹo của em là nếu mà anh chị gặp đáp án là số nguyên thì chúng ta sẽ chọn số lớn nhất, còn nếu mà đáp án là số thập phân thì chúng ta sẽ chọn số nhỏ nhất. Ở đây là cái câu này chỉ dành cho cái chữ năm thôi nha, năm hoặc là mét, mét á, hai loại này. Thì đây anh chị thấy là 2, 3, 4, 5 là chúng ta chọn số 5 là bị cấm 5 năm. Rồi tiếp theo câu 52 là mình phải đậu xe cách lề đường bao nhiêu mét thì thấy số thập phân cho nên là mình sẽ chọn là 0,25 số nhỏ nhất hay là 25 cm đó. Rồi tiếp tục câu 53 thì mình sẽ đậu khi dừng đổ xe trên đường phố hẹp thì mình phải dừng vị trí xe của mình cách cái xe đối diện là bao nhiêu mét an toàn. Thì ở đây là nó có 4 đáp án 5, 10, 15, 20 là số nguyên, em sẽ chọn là số 20, số lớn nhất. Rồi tiếp theo là cách đường ray xe lửa là bao nhiêu mét mình nên đậu khi mà mình có tiếng chuông báo, có tín hiệu là mình phải dừng lại. Chúng ta sẽ chọn là 5 mét, 3, 4, 5, chọn 5 mét. Rồi tiếp theo về khái niệm về khổ giới hạn đường bộ. Khổ giới hạn đường bộ là nó phải có cả chiều cao lẫn chiều rộng để cho xe nó lọt vô cái lỗ đó, nên là khổ giới hạn. Chứ nó phải có hai chiều, cả chiều cao và chiều rộng. Cho nên em chọn đáp án số 1 là vậy. Còn số 2 và số 3 nó chỉ có chiều rộng và có chiều cao chứ nó không có cả hai chiều. Rồi tiếp theo câu 56. Câu này khá là dễ, là hạng A1 không được phép điều khiển là từ 175 trở lên, từ 175 phân khối trở lên. Cái này dành cho A2 rồi. Và tiếp theo, hạng A1 được phép điều khiển loại xe nào dưới đây? Thì A1 là sẽ được điều khiển xe từ 50 phân khối tới dưới 175 phân khối và xe mô tô và bánh dùng cho người khuyết tật. Cho nên đáp án của mình là cả ý 1 và ý 2. Rồi, có anh chị, nhiều anh chị hỏi là mình bị khuyết tật thì làm sao đăng ký thi bằng lái A1 được? Thì em xin trả lời cho anh chị là dĩ nhiên là khi mà khuyết tật thì khám sức khỏe là không có đặt yêu cầu để mà đủ điều kiện để thi bằng lái A1 đâu. Ý cái này là cái người bị khuyết tật là trước đây nó chưa có bị khuyết tật, sau đó là nó thi bằng lái xe, thì bằng lái xe đạt được rồi chạy bình thường tới lúc mà có tai nạn gì đó người ta mới bị khuyết tật, thì lúc đó người ta mới chế hai cái bánh xe đã có bằng A1 rồi, lúc đó ta chạy ngoài đường đó, chứ không phải là khuyết tật là thi mới được nha anh chị. Rồi câu 58, người có giấy phép lái xe hạng A2 thì được phép chạy được xe gì? Thì nếu anh chị thấy hỏi chữ A2 thì chúng ta kiếm chữ hai bánh chọn là được nha, A2 chọn hai bánh. Còn nó hỏi mình là A3 thì chúng ta sẽ chọn ba bánh, vậy là xong. Rồi tiếp theo, khái niệm về phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được hiểu như thế nào là đúng? Và câu 61 là phương tiện giao thông thô sơ. Thì hai câu này em có cái mẹo dành cho anh chị là dù cho nó hỏi phương tiện giao thông cơ giới hay thô sơ thì mình cứ chọn cái câu có chữ các loại xe tương tự là đúng nha anh chị. Các loại xe tương tự áp dụng cho hai cái này. Rồi, nếu thấy cơ giới thì chúng ta sẽ chọn các loại xe tương tự và thô sơ chúng ta cũng chọn các loại xe tương tự là xong. Rồi tiếp theo, về cảnh sát giao thông thì sẽ có 4 câu, hai câu là đứng chụp ảnh thẻ. Vì sao em nói là cái nền màu xanh thì em nói là chụp ảnh thẻ để cho mình nó dễ hình dung ra. Sẽ có hai câu, một câu là giơ hai tay, một câu là giơ một tay, và hai câu là cảnh sát giao thông đứng ngoài đường, một câu một tay và một câu là giơ hai tay. Thì em sẽ có cái mẹo chia sẻ như thế này, nếu mà cảnh sát giao thông đứng chụp ảnh thẻ thì chúng ta sẽ dùng mẹo là cộng 2, nghĩa là ảnh với anh giao thông ảnh giơ hai tay thì chúng ta sẽ cộng 2 vô và chúng ta sẽ chọn đáp án số 4. Rồi. Còn cảnh sát giao thông mà giơ một tay chúng ta sẽ cộng 2, chọn số 3. Cái này là dùng trong áp dụng cho đứng ở trong nhà và chụp ảnh thẻ thôi nha anh chị. Còn đối với hai câu ở ngoài xa hình thì dù cho cảnh sát giao thông giơ một tay hay là cảnh sát giao thông giơ hai tay thì chúng ta cứ luôn luôn chọn đáp án số 3 là đúng. Thì tổng số mình có 4 câu nha anh chị. Chú ý cái này giùm em, nó phân biệt khác nhau nha. Ở trong nhà thì dùng mẹo cộng 2, còn ở ngoài đường thì dù chơi một tay hay hai tay chúng ta đều chọn ý số 3 hết. Rồi, câu 66, khi điều khiển xe chạy trên đường người lái xe phải mang theo giấy tờ gì? Thì có nhiều loại giấy tờ mà anh chị phải mang theo.
Nhưng mà các giấy tờ đó nó phải còn giá trị sử dụng. Đây là cái mẹo của em dành cho anh chị, là phải còn giá trị sử dụng nha. Rồi câu 67, câu 67 chuẩn bị bây giờ là vào cái loại câu mà trong khu dân cư và ngoài khu dân cư. Thì chúng ta sẽ có 5 câu là trong khu dân cư. Đầu tiên là tốc độ cho phép đối với xe máy chuyên dùng, xe gắn máy. Xe gắn máy nó khác xe máy nha anh chị. Xe gắn máy là xe dành cho người đủ 16 tuổi, là học sinh lớp 10 đó, chạy xe dưới 50 phân khối, và tốc độ chạy của nó chỉ được có 40 cây số một giờ thôi, tối đa chỉ có 40 cây số một giờ, nó gắn liền với xe gắn máy nha anh chị. Và 16 tuổi là không cần phải thi bằng lái, vẫn chạy xe gắn máy được. Rồi tiếp theo, trên đường bộ trong khu vực đông dân cư có giải phân cách giữa thì chúng ta sẽ chạy được 60 km một giờ vì nó có giải phân cách giữa. Còn đối với trong khu vực đông dân cư mà không có giải phân cách giữa thì chúng ta chỉ chạy được 50 thôi, chúng ta trừ 10. Không có giải phân cách đồng nghĩa là hai xe nó có thể đụng với nhau, chứ không phải là nó sẽ va vào cái giải phân cách trước, nó sẽ nguy hiểm hơn, cho nên là chúng ta chỉ chạy có 50 cây số thôi. Rồi tiếp theo câu 70, trong khu vực đông dân cư những cái loại xe nào mà chạy với tốc độ được 50 cây số một giờ? Thì hồi nãy em có nói là xe gắn máy này chạy được có 40 cây số một giờ thôi, cho nên chúng ta sẽ loại trừ cái xe gắn máy này đi, bỏ câu 2 ra. Còn câu 3 thì nó nói cả Y1 và Y2, nó bao gồm luôn cả Y2, cho nên chúng ta sẽ không chọn 2 và 3 mà chúng ta sẽ chọn số 1. Đó. Rồi tiếp theo cũng câu này nhưng mà nó hỏi 60 cây số 1 giờ thì chúng ta cũng chọn ý số 1, 50 không được thì dĩ nhiên 60 sao được. Hoặc là anh chị có thể nhớ mẹo thuộc lòng bằng cách là nếu mà cái câu hỏi có chữ 50 km 1 giờ ở cuối câu và 60 km 1 giờ ở cuối câu thì luôn luôn chọn đáp án số 1 là đúng nha. Rồi tiếp theo là tới cái khu vực ngoài khu dân cư. Thì khu vực ngoài khu dân cư này nó tổng số là nó có 8 câu hỏi, và anh chị sẽ dùng cái mẹo như thế này. Dù cho nó hỏi bao nhiêu cây số một giờ thì mình cứ áp dụng cái mẹo nếu đáp án có, nếu ở cuối đáp án có ô tô trộn bê tông hoặc là ô tô xi tách thì chúng ta ưu tiên chọn trước, ưu tiên chọn luôn. Mà nếu mà mình xét thấy tất cả các đáp án nó không có hai cái ý câu này, hai cái đáp án mà có chữ ô tô trộn bê tông hay xi tách ở cuối câu thì chúng ta sẽ xét ở đầu câu coi coi có cái câu nào có chữ ô tô con không, nếu có chọn luôn. Và cái chuyện này nó sẽ chắc chắn xảy ra, nghĩa là mình sẽ xét cuối câu có hai cái này không, nếu không có chúng ta xét đầu câu thì chắc chắn nó sẽ có này. Rồi ở đây thì anh chị xét có một ba ý, xét ở cuối câu là không có câu nào là có chữ bê tông hay xi tách hết, cho nên là chúng ta xét về ở đầu câu thì thấy là có câu số 2 có chữ ô tô con nên chúng ta chọn. Rồi tiếp theo câu số 73 thì ngoài khu dân cư và chúng ta sẽ xét ở cuối câu thấy có chữ ô tô xi tích ở câu 2, còn mấy cái câu còn lại không có thì cho nên chúng ta sẽ chọn số 2 luôn. Câu 74 thấy là có ô tô chọn bê tông ở cuối đáp án số 1 cho nên là em chọn luôn nha. Câu 75 thấy số ô tô xi tích ở cuối câu của đáp án số 1 cho nên em chọn luôn. Câu 76 là ở cuối câu của ba đáp án này em không thấy có chữ xi tích hay bê tông. Bây giờ em sẽ xét ở đầu câu là thấy có chữ ô tô con ở câu số 3, đáp án số 3 em chọn luôn nha. Câu 77 rồi em thấy là ở cuối câu có cái đáp án số 2 có chữ ô tô xi tích cho nên em chọn luôn. Câu 78, câu số 3 em thấy là có chữ ô tô chọn bê tông em chọn luôn. Câu 79 và ở cuối câu của đáp án số 3 có xi tích em chọn luôn. Câu 80 và bây giờ tới phần khoảng cách, giữ khoảng cách giữa hai xe xe mình với xe phía trước á, theo cái giải tốc độ thì cái mẹo của em là anh chị cứ lấy cái số km cao nhất của câu hỏi anh trừ đi 30 sẽ ra được cái con số đó, và anh lấy anh chọn cái đáp án nào mà gần với cái số mà anh trừ ra. Thí dụ như ở đây là 60 km một giờ cho tới 80 km một giờ, em lấy 80 em trừ đi 30 còn 50 thì thấy số 55 nó gần với 50 nhất cho nên em chọn số 55 luôn. Câu 81, 100 km 1 giờ thì em trừ đi 30 thì còn 70 là chọn luôn đáp án số 3 luôn nha. Rồi 120 km 1 giờ là em chọn em trừ đi 30 còn 90 thì em thấy số 100 nó gần số 90 nhất so với số 70 cho nên em chọn số 100. Rồi câu 83, còn nếu mà anh chạy tốc độ dưới 60 cây số 1 giờ là trong thành phố Hồ Chí Minh nè thì kẹt xe thì chúng ta không có cái khoảng cách là cụ thể cả, anh chị phải chủ động giữ khoảng cách an toàn và đảm bảo khoảng cách an toàn theo mật độ phương tiện, cho nên là cả Y1 và Y2 luôn nếu chúng ta chạy dưới 60 cây số 1 giờ. Câu 84 bắt đầu chúng ta sẽ qua phần biển báo. Thì anh chị thấy là biển báo này là biển báo là hình tam giác, hình tam giác xuôi, và đây là biển báo giao nhau với đường không ưu tiên, vì đây là biển báo ưu tiên
Còn biển báo có cái hình tam giác, cái đầu nó chúc xuống dưới này gọi là tam giác ngược, là biển báo không ưu tiên, giao nhau với đường ưu tiên đó là nó đó. Thì còn biển báo này là biển báo giao nhau cùng cấp, là bình đẳng với nhau, các xe không có ai ưu tiên cả. Câu hỏi của mình là giao nhau với đường không ưu tiên, thì nếu nó hỏi như vậy thì chúng ta sẽ chọn và ngược với cái câu hỏi này, là nếu hỏi mình giao nhau với đường không ưu tiên thì em sẽ kiếm biển ưu tiên, chọn là biển số 2. Giao nhau với đường không ưu tiên chúng ta sẽ chọn biển số 1. Còn biển số 3 này không có giao nhau mà nó bắt đầu luôn cái đường ưu tiên luôn anh chị nhé. Rồi câu tâm 6, giao nhau với đường ưu tiên thì chúng ta sẽ chọn là không ưu tiên, biển số 3. Đây là đường ưu tiên, chúng ta sẽ chọn ngược lại là biển không ưu tiên này, biển số 3. Rồi giao nhau với đường ưu tiên thì chúng ta sẽ chọn không ưu tiên là biển số 2. Câu 88, đường đôi là đường phải có giải phân cách nha anh chị, đường đôi là đường phải có giải phân cách, là ở đây có cái bắt đầu đường đôi này, có cái cục nằm đây bắt đầu đường đôi, chỗ này ra khỏi đường đôi nha. Chúng ta sẽ chọn biển số 2 bắt đầu đường đôi. Câu 89, biển nào báo hiệu đường đôi thì chúng ta sẽ thấy có biển số 3 là báo hiệu đường đôi. Rồi kết thúc đường đôi là nó sẽ là cái cục này nằm ở dưới, cục này nằm trên là vô đường đôi nè, chỗ này là ra khỏi đường đôi nè, chọn biển số 3 nè. Rồi là kết thúc đường đôi. Đường hai chiều là cái mũi tên lên và xuống, cái này là biển báo hiệu đường hai chiều, mà đường hai chiều là không có con lươn nha anh chị, còn đường đôi mới có con lươn nha. Rồi đường hai chiều là đường được phân bởi cái vạch kẻ màu vàng, phân hai chiều không có con lươn nha. Rồi cho nên chúng ta chọn biển số 2. Biển nào báo hiệu giao nhau với đường hai chiều, đó là mũi tên hồi nãy nó nằm thẳng lên, bây giờ nó nằm lật ngang lại, thì đây là giao nhau, vì cái hướng xe của mình luôn luôn là từ hướng dưới đi lên gặp cái biển trước, thì chúng ta sẽ thấy được cái ngã tư hoặc ngã ba gì đó, nó có đường, đây là đường hai chiều báo hiệu cho mình biết là hai chiều. Rồi câu 93, giao nhau với đường hai chiều là mũi tên nó nằm ngang, đó là biển số 2. Câu 94, kè vực sâu ở phía trước, là phía trước cái đầu xe của mình, là anh chị thấy đây đầu xe là thấy cái kè vực phía trước, chúng ta bị chọn biển số 1 nha. Kè vực sâu bên đường phía bên trái, thì đây em thấy phía bên trái đây biển số 3, là cái kè vực này, sông nằm bên trái này, sông nằm bên phải nè, thì hỏi bên nào mình chọn bên đó, đây là biển số 3 nè. Rồi cái này hỏi bên phải, kiếm đây bên phải nè, sông bên phải này, bên lề đường này, sông này bên phải, rồi chuyển số 2, thế là xong. Còn nếu nó hỏi mình là gió thổi ngang, gió ngang, đề phòng gió ngang thổi mạnh, thì anh chị kiếm cái lồng đèn giùm em. Rồi anh chị kiếm lồng đèn giùm em nha, gió ngang là cứ kiếm cái lồng đèn thôi. Dốc xuống nguy hiểm thì cái mẹo của em dành cho anh chị là 9 lên 10 xuống, nếu 9 thì chọn lên, còn 10 đi xuống. Hỏi mình dốc xuống thì chọn là 10, còn hỏi dốc lên thì kiếm 9, 9 chọn là xong nha. Rồi đây là dốc lên, tiếp tục câu số 100. Thì lật xe bên phải, bánh xe bên phải của xe tải này nhìn vào sau tới mình thấy nó lật bên phải. Nó hỏi mình lật xe bên phải, chúng ta chọn lật xe bên phải do bánh xe bên phải nó lật qua bên phải nha. Rồi cổ này là ổ gà lòi lõm này, lòi lên này lõm xuống nè, lõm lòi, lòi lên lõm xuống, lòi lõm ổ gà. Cổ này là gờ giảm tốc. Rồi cái này anh chị rất biết hết rồi ha. Câu 103, cổ này là để cảnh báo theo dõi lún, đất nó bị lún á, rồi nó bị gập gần như nè, lún, rồi để cảnh báo cho mình biết. Rồi cái này thì là hiện tượng đất đá trên núi nó gấp xuống, hay là trên ta luy á, ta luy là được xây xi măng ốp vô cái vách núi á. Rồi biển báo này có ý nghĩa là sỏi đá nó bắn lên nè, đây sỏi văng nè, gây nguy hiểm nè. Gặp biển báo này là mình phải gia súc, chúng ta phải là đi chậm, rồi quan sát và dừng lại luôn nha. Câu 107, cái này không phải là hình xét đánh nha anh chị, đây là đường dây điện cắt ngang đường cao thế đó. Rồi cắt ngang tuyến đường mà mình chạy. Câu 108, bắt đầu vô cái phần gọi là cấm xe ngõ, nhỏ thì cấm luôn xe lớn. Thì cái mẹo của em là dành cho anh ở đây, anh chị ở đây xem, thì nếu mà cấm xe con thì cấm luôn xe khách, cấm luôn tải, cấm luôn máy kéo, cấm luôn kéo remote. Và nếu mà cấm xe hai bánh thì cấm luôn ba bánh nhưng không cấm bốn bánh. Rồi cấm bốn bánh thì cấm ba bánh nhưng không cấm hai bánh. Rối ha, rối ha, cái này rối ha anh chị. Em ví dụ như anh chị phân ra giùm em ở đây, số 1, số 2, số 3, số 4. Ý nghĩa của nó là nếu cấm số 1 thì cấm luôn 2, 3, 4. Nhưng mà nếu cấm số 2 thì chỉ cấm 3, 4 nhưng không cấm số 1. Còn cấm số 3 thì cấm luôn số 4, không cấm 1, 2. Cấm ý là như vậy nha. Thì ở đây câu hỏi của mình là biển nào cấm các loại xe cơ giới đi vào trừ xe gắn máy, mô tô hay bánh và các loại xe ưu tiên theo luật định. Thì ở đây anh chị thấy nó có 1 biển, 2 biển, 3 biển. Thì chỉ cần nhà nước mình đặt đúng cái biển số 1 ở đây thôi là nguyên cái dàn xe sau nó đâu được vô đâu. Cho nên đáp án của mình là chỉ có 1 biển là biển số 1 thôi. Rồi câu 109, biển nào cấm tải thì đầu tiên em chỉ mẹo cho anh chị là mình sẽ kiếm xe tải trước là biển số 2.
sau đó chúng ta khoan cái chốt liền, chúng ta sẽ kiểm tra là xem có còn cái biển nào mà cấm biển khác mà cấm tải không. Thì thấy là cấm biển số 1 là nó cấm tải luôn, cho nên là đáp án của mình là cấm biển 1 và biển 2 là cấm xe tải hết. Còn biển 3 này là cấm xe kéo, máy kéo không liên quan, cấm máy kéo không có cấm tải. Câu 110 cấm máy kéo thì ở đây là cấm máy kéo, là số 3 trước thì mình xét thấy cấm xe tải thì cấm luôn máy kéo, còn cấm hai này là không có liên quan. Rồi, em thấy là chọn 23 đúng nha. Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô 3 bánh đi vô thì cấm 2 bánh là cấm luôn 3 bánh nè, đầu tiên là biển số 1 nè. Cấm ô tô là 4 bánh là cấm luôn 3 bánh nè, này cấm 4 bánh là cấm luôn 3 bánh nè. Vậy thì chúng ta sẽ là chọn biển 1 và biển 2 nha. Còn cấm tải thì không có cấm 3 bánh. Biển nào dưới đây xe gắn máy được phép đi vào thì đáp án của mình là cả hai biển, nguyên nhân vì cấm 4 bánh không có xét cấm xe gắn máy. Còn này là biển cấm xe mô tô, xe gắn máy vẫn được đi vào. Cái biển cấm xe gắn máy là không có người ngồi trên xe, còn này là biển cấm mô tô. Anh chị nhớ nha, cấm xe gắn máy thì không có cấm, cấm xe gắn máy thì cấm luôn xe mô tô, nhưng mà cấm xe mô tô thì không có cấm xe gắn máy. Và xe gắn máy là xe cho học sinh ngồi chạy, học sinh lớp 10 chạy đủ 16 tuổi khỏi thi bằng lái. Rồi, câu 113, biển nào báo hiệu cấm xe mô tô 2 bánh đi vào thì em thấy câu 1 quá dễ, câu này ai cũng biết rồi. Câu số 1 nha anh chị. Câu 114, khi gặp biển nào thì xe mô tô 2 bánh được đi vào thì ở đây em thấy là có biển số 2, biển số 3 là được đi vào. Rồi, cấm máy kéo kéo theo rơ móc thì ở đây đáp án của mình là cả hai biển cấm máy kéo kéo theo rơ móc là cấm này, dĩ nhiên cấm này luôn rồi. Nhưng mà anh chị nên không cần phải hiểu nhiều quá vì nó có một câu thôi. Anh chị chỉ cần nhớ có một câu, nó chỉ có hai chữ kéo rồi, kéo kéo. Thì anh chị cứ mặc định chọn luôn cả hai biển cho xong, cho khỏi cần phải nhớ nhiều quá. Kéo kéo là cứ chọn cả hai biển là xong nha. Câu 116, khi gặp biển số 1, xe ô tô tải có được đi vào không? Thì khi gặp biển số 1 là cấm kéo rơ móc thì xe tải vẫn được đi vào nha anh chị. Rồi, biển nào không có hiệu lực đối với xe tải không kéo rơ móc thì đây là thấy cái này, biển này có hiệu lực nè. Còn biển này với biển này là không có hiệu lực. Xe tải không kéo rơ móc thì xe tải chỉ bình thường, nó không kéo ai hết. Cho nên là chúng ta sẽ chọn là biển số 1 và biển số 2 là không có hiệu lực với xe tải không kéo rơ móc. Câu 118, biển nào cấm máy kéo thì ở đây em thấy là có biển số 2 là cấm máy kéo trước nè. Mình xét thấy xe tải biển số 3 cấm xe tải là cấm luôn máy kéo, cho nên em chọn biển số 2 và 3. Rồi, câu 119, trong các biển dưới đây biển nào là hết tốc độ tối đa cho phép? Thì nó hỏi mình cái tên của biển đó, anh chị ơi. Nó hỏi mình là cái biển nào có cái tên là mở ngoặc kép ra là hết tốc độ tối đa cho phép, như là bạn được chạy hơn tốc độ tối đa rồi. Thì đó là biển số 1 nha anh chị. Rồi, hiệu lực của biển tốc độ tối đa cho phép, ví dụ như là biển 50 hết tác dụng khi gặp biển nào dưới đây. Thì khi mà anh chị thấy biển 50 thì mình chạy không được quá 50, và gặp chút xíu nữa mình sẽ thấy cái biển số 1 là ok, tôi đã được chạy hơn 50. Hoặc là gặp biển số 2 hết mọi lệnh cấm anh chị cũng được chạy hơn 50. Như vậy là biển số 1 và số 2 nó sẽ là giải được cái lệnh cấm mà chạy dưới 50 nha. Rồi, câu 121, trong các biển dưới đây là biển nào là hết tốc độ tối thiểu, là biển số 3 màu xanh có gạch đỏ ở đây là hết tốc độ tối thiểu. Biển này anh chị chạy cao tốc, mà đi cao tốc sẽ thấy, đi trên tuyến đường cao tốc sẽ thấy biển này nha. Câu 122, trong các biển dưới đây biển nào là biển hết mọi lệnh cấm, thì câu này khá dễ, đó là biển số 2 hết mọi lệnh cấm. Câu 123, biển nào dưới đây báo hiệu hết cấm vượt thì đó là biển số 2 và biển số 3 hết cấm vượt, cũng giống như biển này với biển này thôi, y chang nhau thôi. Câu 124, biển nào cho phép được quay đầu xe đi theo hướng ngược lại, được đặt trước ngã ba ngã tư, thì đáp án của mình là biển số 3 nha anh chị. Anh chị nhớ là từ cái thân của cái mũi tên này nó mọc ra đây là mình sẽ được quay theo cái hướng ngược lại. Rồi, nhớ nha. Đây, em thấy là được thẳng ở đây, có cái thân mọc ra đây, quẹo lại là được quay đầu xe theo hướng ngược lại. Rồi, còn cái này là đi cuối đường mới quẹo, còn cái này là bắt buộc phải quẹo trái rồi. Câu 125, biển nào không cho phép rẽ phải thì đáp án của mình là biển số 1 này cho phép rẽ phải, này cho phép rẽ phải nè, còn này không được rẽ phải nè. Câu 126, khi ta chở giao nhau thì gặp biển nào người lái xe không được cho xe đi thẳng, phải rẽ sang hướng khác, cấm đi thẳng thì đây được đi thẳng, cái này không được, chúng ta chọn biển số 1 và 2. Câu 127, thì biển nào cho phép ô tô con được vượt, đáp án của mình là biển 1 và biển 3. Cái này cấm xe tải, cái này là được vượt nè, còn cái này cấm tải vượt thì không có cấm xe con vượt, là 1-3 nha anh chị. Câu 128, biển nào không cho phép ô tô con vượt
Thì đáp án của mình là đó là biển số 2, cấm ô tô con vượt. Biển nào cấm ô tô tải vượt thì cấm thằng xe con nên là cấm tải vượt luôn rồi ha. Ngoài ra thì cấm tải vượt thì vẫn là cấm tải vượt. Vậy thì chúng ta sẽ chọn 2 và 3, cả hai này luôn. Câu 130, biển nào cấm xe tải vượt? Thì thấy là ở đây là có biển số 2 và biển số 1 đều cấm tải vượt hết, chọn cả hai biển. Câu 131, biển nào xe ô tô con được phép vượt? Thì gặp biển 2 thì đâu có cấm ô tô con vượt đâu, cho nên mình được vượt bình thường. Rồi, cái này vẽ sao cấm vậy nha anh chị, rất đơn giản. Cấm quay đầu em chọn số 2, tại vì nó chỉ cấm quay đầu thôi. Cấm rẽ trái chọn biển số 1. Rồi, khi gặp biển nào thì xe được rẽ trái? Ở đây là cấm rẽ trái, ở đây là cấm quay đầu thì được rẽ trái, nó không có liên quan gì tới rẽ trái hết, chọn biển số 2 nha anh chị. Câu 135, biển nào cấm ô tô xe, cấm xe ô tô rẽ trái? Thì ở đây em xét cả hai biển này đều cấm xe ô tô rẽ trái, chọn luôn cả hai biển nha. Câu 136, biển nào cấm các phương tiện giao thông đường bộ rẽ phải? Ở đây họ nói là các phương tiện là tất cả các xe, không giới hạn xe nào cả. Còn đây biển số 3 là giới hạn xe ô tô con thôi. Chính vì vậy mà đáp án của mình là biển 1 và biển số 2, là như vậy là nó không giới hạn xe nào hết, nó cấm hết, cứ rẽ phải là cấm hết nha anh chị. Rồi câu này cũng vậy luôn, nó hồi nãy hỏi mình rẽ phải thì câu này hỏi mình rẽ trái, nó cũng giống thật như vậy thôi. Câu 138, biển nào dưới đây cấm ô tô quay đầu? Thì ở đây là quay đầu, cấm ô tô quay đầu có một cái quay đầu, có hai cái quay đầu, đây là biển số 1 và biển số 2 cấm quay đầu thôi. Câu 139, biển nào dưới đây cấm ô tô quay đầu vào rẽ phải? Thì đáp án của mình là biển số 3. Mấy câu này khá là dễ, anh chị có thể phân tích từ từ thảo luận nha. Câu 140, cấm taxi kiếm giấy taxi giùm em, chọn luôn biển số 2 nha. Câu 141, anh chị thấy xích lô cứ thấy xích lô là chọn cái đáp án cuối cùng cho em là đúng. Câu hỏi thấy chữ xích lô cứ chọn đáp án cuối là đúng nha. Hoặc là mình phân tích đây là xe xích lô này, đây là xe xích lô máy, con này xe lam. Hỏi mình là xe xích lô được phép đi vào thì như gặp này đâu được vô đâu, gặp hay này được vô nè, 1, 2. Rồi, xích lô chọn đáp án cuối cùng, phân tích giống hệt như vậy nha anh chị. Câu 143, biển nào đặt trước ngã ba ngã tư cho phép xe được rẽ sang hướng khác? Rồi anh chị thấy cái biển này là biển cho phép rẽ sang hướng khác này, nhưng mà tại sao cái đáp án mà là không biển nào? Nguyên nhân vì trong hệ thống biển báo mình chỉ có một duy nhất cái biển này là nó đặt sau ngã ba ngã tư thôi, và được xe được rẽ sang hướng khác, nhưng mà đặt sau nha, vị trí là đặt sau. Tiếc là câu hỏi của mình là hỏi đặt trước, như vậy là nó sẽ không thỏa được điều kiện này, cho nên là không biển nào. Nếu mà câu hỏi này đặt sau thì đúng là nó là biển 2, nhưng mà nó hỏi đặt trước thì là không đúng, cho nên là đáp án của mình là không biển nào hết. Rồi câu 144, xe tải, biển này á, là xe tải và xe khách có được đi vô không? Dạ, chắc chắn được nha anh chị, đây là biển dành cho ô tô, tất cả các loại xe ô tô đều nhận được hết nha. 145, đoạn đường có cấm biển dưới đây xe tải và xe khách có được phép đi vào không? Dạ không được, tại vì cái biển này là chỉ dành cho ô tô con rồi, có mấy hai cái ô cửa sổ của xe ô tô chỉ dành cho ô tô con thôi, xe khách xe tải không được vô nha anh chị. Rồi câu 146, thì đây là cái biển báo là làn đường theo từng cái lane đường và xe phải chạy theo từng lane đường. Thì câu hỏi của mình là anh chị có được chuyển làn từ cái làn bên phải này chuyển qua làn bên trái này để mà về cái hướng mà mình mong muốn không? Khi gần cái nơi giao nhau thì chắc chắn là được phép chuyển làn nha anh chị. Nhưng mà phải thỏa điều kiện là phải gần tới cái nơi giao nhau thì xe mình ở đây, xe máy mình chuyển làn qua bên này để mình dòng một binh lại mình đi về nhà mình bên hướng này. Nhưng mà phải gần cái nơi giao nhau mới được chuyển nha, chứ đang chạy một cái đường rất là dài thẳng băng vậy, không phải là mình chuyển làn là được đâu, mình phải gần. Còn cái khoảng cách thực tế cách bao nhiêu mét mới gọi là gần thì em đọc thông tin em thấy khoảng chừng 30 mét cho anh chị. Anh chị cứ tham khảo trên mạng, nếu mà em nói sai có thể cho em xin bình luận nha, bình luận của anh chị để em cập nhật lại. Câu 147, thì cái mẹo của em là nếu mà anh chị gặp chữ hai chiều thì chúng ta cứ chọn hết màu vàng, mà gặp chữ cùng chiều chọn hết màu trắng. Đây là cái mẹo em dành cho anh chị nha. Hỏi mình là ở đây là vật phân chia cùng chiều em chọn hết trắng 1, 2. Rồi nay hỏi mình là hai chiều, phân chia hai chiều em chọn hết vàng, chọn vật số 2. Rồi tiếp theo là hỏi hai chiều em chọn 1, 3. Ở đây có tác dụng gì thì em kiếm chữ hai chiều, tại vì thấy ba có màu vàng kiếm chữ hai chiều chọn số 1. Ở đây có màu trắng hết em chọn chữ cùng chiều chọn số 2. Câu này hỏi mình được phép đè vật thì em kiếm vật đứt, em chọn vật đứt là được đè dù cho màu gì. Còn vật liền là dù cho màu gì cũng không được đè vật nha anh chị, màu trắng là vật liền cũng không được đè vật, mà vật vàng màu liền chắc chắn cũng không được đè vật, chỉ có vật đứt thì được đè vật thôi. Và nó chỉ khác nhau là cái này nó phân chia hai chiều, của này cùng chiều thôi, chứ không có liên quan đè vật hay không đè vật theo màu nha anh chị. Câu 153, thì cái câu này là em sẽ dùng cộng 1, mẹo cộng 1, tại vì nó có hai câu giống nhau, câu thứ nhất nè, câu thứ hai nè. Thì anh chị thấy ở đây nó có hình mũi tên bên phải,
và bốn khu vực này nó đều giống nhau hết, em sẽ chọn một khu vực thôi, em đếm một cái mũi tên, hai cái mũi tên, em cộng một nếu em chọn đáp án số 3 là xong. Đây là dùng để khoảng cách giữa các phương tiện đi trên đường, thường thường sẽ thấy ở trên đường cao tốc nha anh chị. Câu 154, em tiếp tục dùng cái mẹo cộng 1, em thấy có bốn hình thoi giống nhau, em sẽ kiếm một cái hình thoi em cộng 1 vô, chọn số 2 là xong. Và cái câu này là nó nói về cái dự báo cho mình biết là phía trước mình sẽ có vạch cho người đi bộ qua đường, mình phải cẩn thận và nếu thấy phải nhường cho ba. Rồi, câu 155 bắt đầu tới phần xa hình. Thì anh chị thấy là theo cái thứ tự ưu tiên của cái xe ưu tiên thì trước hàng cứu hỏa chắc chắn là phương tiện giao thông đường sắt rồi, thì ngoài còn lại thì chúng ta sẽ là cứu hỏa, quân sự, công an, cứu thương nha. Hỏa sự công thương. Rồi bây giờ mình thấy cứu hỏa đầu tiên là chúng ta chọn cứu hỏa là chắc chắn xong. Câu 156, xe này được quyền đi trước, cứu hỏa chữa cháy là đi trước. Câu 157, quân sự cao hơn công an, chọn quân sự. Câu 158, trong ba đáp án này thấy quân sự là cao nhất, chọn số 2. Câu 159, chắc chắn là xe cứu thiên rồi, xe cứu thương là được quyền đi trước nha anh chị. Câu 160, xe nào vi phạm là xe tải, nguyên nhân đây có biển cấm nè, cấm quay đầu nè. Rồi câu 161, ở đây có một xe công an, chắc chắn là xe công an đi trước rồi. Và ở đây là có biển tam giác xuôi, mũi lên là ưu tiên, đây ưu tiên, còn đây là không ưu tiên. Vậy thì em sẽ biết là cái xe khách này cuối cùng của mình vậy, cái này ưu tiên chắc chắn, ngoài cái xe này mình bỏ đi ha, thì còn ba xe này thì chắc chắn xe này đi cuối cùng rồi. Vậy thì em chỉ cần tìm đáp án nào có chữ xe công an đầu tiên và xe khách ở cuối cùng em chọn đúng. Thế là em chọn câu 1, công an đầu tiên và xe khách cuối cùng. Mấy câu kia không có, em không cần quan trọng tới hai câu này, hai cái xe này đi hướng nào hết. Rồi vậy là xong ha. Câu 162 thì bây giờ em thấy là ngoài các phân tích ra thì anh chị có thể phân tích về cái mẹo của đáp án. Anh chị mà thấy cái chữ nhường đường anh chọn hết, anh chị chọn hết cho em nha. Cứ nhường đường vô cái xa hình, nhường đường nhường hết. Chúng ta sẽ luôn luôn nhường đường. Dọc đáp án có nhường đường là luôn luôn đúng rồi, chắc chắn nha. Rồi tiếp tục là mình thấy chữ nhường xe. Rồi vậy là chúng ta sẽ nhường luôn, không cần phải phân tích, nhường luôn chắc chắn là đúng. Tiếp tục là nhường đường, ở đây có quá nhiều chữ nhường rồi. Nhưng mà phía trước của anh chị là đây có ba đáp án nhường, ở đây anh thấy ghi stop nè, nghĩa là chắc chắn mình phải dừng lại cuối cùng và nhiều mình phải nhường đường cho xe đạp và xe khách luôn nha. Tiếp tục hết cái nhường đường, bây giờ tới phân tích. Thì để phân tích thì chúng ta thấy là cái xa hình này là không có biển báo nào hết, vậy thì các xe nó đang cùng cấp với nhau. Để xác định phương hướng là ai đi trước ai đi sau thì mình thấy là bên tay phải cả hai lane này, bên tay phải là không có xe nào hết chống xe, cho nên là bên phải của xe nào chống xe thì bên đó xe đó được quyền đi trước, đó là xe mô tô. Rồi chúng ta xe mô tô xong, anh chị sẽ đánh một vòng kim đồng hồ, xe mô tô xong chống tới này xong tới này, đó là xong mô tô còn tải. Rồi tiếp theo bên không có biển báo nào hết, vậy thì các xe cùng cấp với nhau, thấy đây là chống xe thì xe đạp và xe mô tô được quyền đi trước, có dấu cộng anh chị chọn luôn nha. Rồi xong tới xe A, xe B. Rồi đây là không có phải là theo vòng xuyến đâu, không có biển báo nào báo hiệu vòng xuyến hết, đây là giao nhau bình thường thôi. Và đây là bên phải này chống xe, và như vậy chúng ta sẽ chọn ô tô tải khách con theo một chiều kim đồng hồ nha, khi bắt được một xe đầu tiên, vì bên phải xe mô tô này chống xe. Rồi câu 68, ở đây là biển báo này, biển báo không ưu tiên, đây cũng không ưu tiên, vậy hai xe này bình đẳng với nhau, vậy thì bên tay phải của xe tải này là chống xe, cho nên xe tải được quyền đi trước, vậy thì cái xe nào phải nhường đường đó là xe con nha anh chị. Câu 169, bây giờ không có biển báo nào hết và cả ba hướng đều có ba xe thì chúng ta sẽ áp dụng nguyên tắc là phải thẳng trái, xe nào được và phải được đi trước, đi thẳng đi thứ nhì và quẹo trái đi cuối cùng. Xét thấy xe màu tím vừa phải cho nên nó được đi trước, xe của bạn đi thẳng đi thứ nhì và xe mô tô đi cuối cùng và quẹo trái. Rồi tiếp theo cả hai đây, bên đây là đèn xanh, bên tay phải của xe nào cũng chống xe hết thì chúng ta sẽ xét theo hướng và thấy xe mô tô quẹo phải được đi trước, xe này quẹo trái đi cuối cùng, xe mô tô đi trước nha. 171, xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này thì em thấy là đây là đèn xanh, không có biển báo nào hết, thì em thấy xe tải đi thẳng còn xe mình quẹo trái, nhưng mình phải nhường cho nó là chị ơi. Rồi 172 thì xe nào đi đúng quy tắc giao thông thì xét thấy là cái mình đi quẹo trái là chắc chắn là mình cuối cùng rồi đó, và thấy là xe của bạn là cuối cùng, vậy thì cái còn cái xe xanh với xe màu vàng, thấy xe xanh tải đó nó đã gần tới ngã tư rồi, nó được ưu tiên cao nhất, kế tới xe vàng tới của mình. Rồi tiếp theo là thấy bên tay phải của xe đạp là không có xe nào hết, cho nên xe đạp được quyền đi trước, xong bắt đầu tới mô tô và xe của bạn là cuối cùng, không có biển báo nào và bên tay phải của xe của bạn là chống xe, thế là xe của bạn được quyền đi trước, sau đó là tới xe tải và tới xe đạp. Rồi tiếp theo đây là biển báo cùng cấp, các xe cùng cấp với nhau,
áp dụng nguyên tắc là phải thắng trái, xét thấy xe tải quẹo phải và xe khách cũng quẹo phải, cho nên cả hai xe này được đi cùng một lúc. Chính vì vậy cho nên đáp án của mình có chữ và ở đây, và cuối cùng là xe con. Câu 176, thấy đây là biển báo cùng cấp với nhau, các xe bình đẳng với nhau, thì chúng ta sẽ áp dụng xét thấy hướng là phải thẳng trái, rồi ai quẹo phải đi trước, thẳng đi nhì, trái cuối cùng, phải thẳng trái. Câu 177 tiếp tục áp dụng nguyên tắc là phải thẳng trái, vì biển báo này biển báo là cùng cấp với nhau, thấy xe con là quẹo phải và xe khách là đi thẳng, cho nên là xe khách phải nhường đường. Câu 178 thì đây là quá dễ, ở đây đèn xanh được đi, con này đèn đỏ, đèn đỏ phải dừng lại anh chị, câu này không có gì để phân tích. Câu 179 thì xét thấy đây là đèn đỏ, nhưng xét thấy cái đèn phụ ở đây là đèn xanh, là luôn luôn màu xanh, chúng ta sẽ được rẽ sang hướng số 1, mặc dù đây là đèn đỏ, đèn chính đang đỏ, nhưng đèn phụ đang xanh, anh chị vẫn được quẹo phải, chỉ hướng số 1 thôi nha anh chị, còn mấy cái hướng trên này là không được nha. Rồi câu 180, xe nào phải dừng lại thì chắc chắn là xe con rồi. Câu 181, đây là tín hiệu đèn, không phải là, đây là đèn đỏ, đèn đỏ, đèn xanh nha, đây là đèn xanh bắt buộc phải quẹo trái nè, chứ không phải là tín hiệu đâu, không phải là biển báo, đây là đèn đỏ đó. Thì xe nào phải dừng lại thì thấy là đỏ, đỏ thì thấy xe tải, xe con là dừng lại, mình chọn con tải luôn nha. Rồi được quyền đi cũng là con tải luôn, con tải là được quyền đi hay dừng lại đều là con tải nha. Rồi câu 83, 183, nếu mà anh chị thấy chữ xe nào chấp hành, chúng ta sẽ luôn luôn chọn ý số 2 là đúng, mà anh chị không cần phân tích nha, cứ xe nào chấp hành chọn 2 hết nha em. Rồi anh chị có thể phân tích, phân tích xe hình, em ví dụ như một câu thôi, xe khách, xe mô tô, vì sao là câu này, vì xe nào chấp hành, xe khách thấy là nó là quẹo trái, nó quẹo trái và đang đèn màu xanh màu trái, còn xe mô tô quẹo trái luôn, là đèn đang xanh luôn, vậy là xe khách và xe mô tô là chấp hành đúng đó, số 2. Rồi câu 184 phân tích cũng giống như vậy, nhưng mà em áp dụng cái mẹo này là xe nào chấp hành em chọn luôn, đáp án số 2 là đúng, không cần phân tích luôn. Rồi nếu mà câu hỏi là xe nào vi phạm thì anh chị chọn đáp án mà không có chữ xe con là đúng nha. Xe nào vi phạm chúng ta bỏ xe con ra. Thế là ở đây em thấy là 1, 2, 3, thấy là có đáp án số 1 là không có xe con, chọn luôn đúng. Rồi câu 186, thấy xe nào vi phạm theo câu hỏi này chúng ta sẽ bỏ xe con. Con bỏ, chọn số 1 là đúng. Câu 187, xe nào vi phạm anh chị bỏ con hết cho em. Rồi câu 189 cũng bỏ con luôn nha, chọn luôn số 3 cho em luôn, xe nào vi phạm bỏ con hết. Rồi 190, thứ tự đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông, thì em thấy là đây ưu tiên, đây ưu tiên, đây không ưu tiên, đây không ưu tiên. Em xác định được hai chiếc xe ưu tiên, em kiếm đáp án có hai chiếc xe ưu tiên là đủ rồi, còn hai xe kia cãi nó, đó là xe tải và xe mô tô, vậy là xong. Thế là mình khỏe, không cần phân tích quá nhiều. Câu 191, xe nào phải nhường đường đi cuối cùng qua nơi giao nhau, thì đây em thấy, đem coi coi, ở đây là biển báo tam giác này, tam giác ngược mũi chút xuống rồi, không ưu tiên nè, cái này cũng không ưu tiên nè, cái này ưu tiên nè, rồi vậy chắc chắn là xe này đi trước là đúng không. Rồi vậy giờ bây giờ còn lại hai cái không ưu tiên này, ông này qua phải còn ông này không qua trái, vậy thì ông này phải nhường đường cuối cùng rồi đó. Xong câu 191, đây là không ưu tiên, đây là không ưu tiên nè, còn đây là ưu tiên nè, mũi tam giác đi lên nè, thế là xe B sẽ được quyền đi trước nè, câu này khá là dễ nha. Hôm nay là biển bắt đầu được ưu tiên, hôm nay không ưu tiên thì chúng ta là chọn ô tô được quyền đi trước. Câu 191, đây là bắt đầu được ưu tiên, đây xe của bạn được quyền đi trước thì chắc chắn rồi. Và khi mà mình đi xong rồi thấy là xe màu đỏ đi thẳng, còn cái xe tải này nó quẹo trái, vậy thì nó phải đi cuối cùng rồi, tải đi cuối cùng chắc rồi đó. Vậy thì đáp án của mình là xe của bạn, xe con và xe tải. Câu 195, thấy phía trước mình biển báo mình là có biển báo ưu tiên, vậy thì xe của mình được đi trước. Câu 196, đây là biển báo ưu tiên, chắc chắn là xe mình được đi trước, nhưng mà xe mình đi thẳng, còn xe này nó quẹo phải. Thế là hai anh này, mình với xe này được quyền đi chung lúc luôn. Đó là có chữ và đây. Đó, anh chị thấy chữ và không? Là chọn được. Đó, đúng nha, xe của bạn và xe con nha. Rồi, câu 197, mình thấy đây là biển báo không ưu tiên, chắc chắn xe của mình là đi cuối cùng. Thôi thì em kiếm cái đáp án nào có chữ xe của bạn cuối cùng, em chọn luôn cho nó nhanh, khỏi cần phân tích hệ gì kia cho lỡ nhức đầu. Rồi, câu 198, rồi thấy xe này biển không ưu tiên, thế là xe tải nó phải nhường cho, xe tải là được quyền đi trước, còn xe của mình là phải nhường đường rồi. Ok, 199, đây là biển ưu tiên, thế là xe mình được đi trước, còn đây là biển không ưu tiên, là xe tải chắc chắn nó phải nhường đường rồi đó. Câu 200, xe nào phải nhường đường, chắc chắn là xe của mình anh chị ơi, đây là biển báo mình phải nhường cho nó rồi. Rồi câu 201, rồi biển báo này là biển báo là báo hiệu là phía trước mình là ngã tư, cái đường đó là đường ưu tiên, anh chị không được vượt nha, vì chắc chắn là mình gặp đường đó là mình phải chậm lại, giảm tốc độ rồi. Ok, câu 202,
Đây là biển báo cấm dừng cấm đậu nhưng mà bên phụ chỉ dành cho xe tải thôi, cho nên là chỉ có xe tải là vi phạm thôi, còn hai xe này không có vi phạm. Câu 203, cấm dừng cấm đậu, đây là biển phụ là cả phía trước biển báo lẫn phía sau biển báo, cả hai phía luôn, cho nên cả hai xe này đều sai hết. Câu 204, đây là hai xe này dừng vạch đi bộ, ông này cũng dừng ngược chiều, cho nên là cả ba xe này đều sai hết. Câu 205, đây là biển xe gắn máy anh chị, đây là xe gắn máy nha. Còn đây là biển báo cấm xe mô tô thì không có cấm xe gắn máy, thế là xe gắn máy được đi cả ba hướng luôn. Còn đây là xe mô tô gặp cái biển này là chắc chắn không được đi rồi, cho nên là mình chỉ đi được số 1 và số 3 thôi, số 2 không được vô đâu. Câu 207, trường hợp này thì xe nào được quyền đi trước thì chắc chắn là xe này rồi, tại đây có biển stop nè. Rồi, vượt vậy có đúng không? Chắc chắn được. Tuy là cấm vượt phải nhưng mà do cái xe tải đây có xi nhan trái nè, dầu ẻo trái nè, mà mình ở đây đi thẳng vượt phải bình thường. Câu 209, đây là biển báo này, biển báo gì? Biển báo bắt buộc phải đi thẳng nhưng mà do ông này cũng xi nhan trái và ông này cũng xi nhan phải, theo tín hiệu đèn của xe thì hai ông này cũng đi hết, sai hết. Câu 210, cấm kéo như vậy là không có được, cấm kéo không đúng nha anh chị. Câu 211, anh chị gặp chữ không đúng hay vi phạm anh chị chọn hết, vi phạm là vi phạm hết. Rồi, một câu vi phạm, hai câu vi phạm chọn luôn vi phạm, hỏi phân tích. Rồi, có hai hướng quay đầu. Thì quay đầu thì chắc chắn mình sẽ quay hướng A rồi. Còn hướng B này á, mình phải quay đầu trong cái nơi giao nhau ngay ngã tư thì mới quay đầu xe được. Chứ quay cái đầu kiểu này thì nó không cho, bắt buộc quay hướng A thôi. Rồi, mình sẽ được đi vào hướng 2 và hướng 3. Vì đây là biển báo là bắt buộc phải đi thẳng vào trái nè, không được vào phải. Biển số 1, hướng số 1 đây là cấm xe ô tô con, cho nên là xe con không có được vô. Cho nên ở đây đáp án của mình là chỉ có hướng số 1 là không được phép đi thôi. Còn câu 216 là theo hướng mũi tên là những hướng nào ô tô là không được phép đi. Thì thấy là cấm ngược trái là hướng số 3 chắc chắn không được rồi. Chắc chắn là còn hướng chỉ có hướng số 3 là không được phép đi thôi. Câu 217, đây là đường cấm đi vào đường ngược chiều, cho nên là số 4 không được vô. Câu 218, đây là cấm số 4 không được quẹo, số 3 không được vô luôn, tại vì đây biển cấm quẹo phải, cấm ngược chiều còn 1 và 2 thôi. Rồi, đây là cái vạch đây vẽ cái đường này đi thẳng hoặc quẹo trái. Rồi, vậy là xong. Rồi, tiếp tục là đèn đỏ, bắt buộc phải dừng lại trước, dừng lại xong rồi, thấy đèn xanh thì mình đi thẳng hoặc quẹo trái. Quá dễ nha. Câu 221, đây là 4 len đường, đây là tượng trưng và biển báo chỉ dẫn theo cái từng làn đường. Nhưng mà do là chiếc số E, chữ D này sai nè. D đi trong làn xe buýt, còn ông E nó đi làn hai bánh là ông sai rồi. Mẹo của em là nếu anh chị gặp xe hình này phân tích cũng được, hoặc là cứ nhớ chữ E cho em, nhớ màu tím là luôn luôn, nó là đầu tiên đó. Tiếp theo câu 3222 cũng là chữ E đầu tiên luôn nè, chọn rồi xong nha. Câu 223, rồi BD 223 do chữ D này đè vạch liền, B này đè vạch liền, D đè vạch liền, cho nên cả hai xe này sai hết. Câu 224, thì vượt như thế này là đúng không? Dạ đúng à. Cái này xe con vượt cấm xe tải thì không có cấm xe khách. Đúng đúng luật là xe con, xe khách, xong xe tải. Đó, theo thứ tự cấm của nó đó. Cho nên là xe khách được vượt và xe con cũng được vượt luôn, bình thường. Xe nào là vượt đúng thì em thấy là xe này nè, nó vượt trong cái vạch đứt, được quyền vượt. Nhưng mà xe tải là đang vượt trong vạch liền rồi, nó sai, cho nên xe con là vượt đúng nha. Câu 226, ông này ông quay đầu xe mà quay vô cái vạch liền là sai rồi, không được, bị phạt từ 200.000 tới 400.000 anh chị nếu mà cán vạch liền. Câu 227, quẹo trái chắc chắn mình đi hướng số 1 chứ sao đi hướng số 2 được. Câu 228, đây biển báo là phải nhường đường, chúng ta phải giảm tốc độ trước, chắc chắn là tăng tốc bỏ đi, giảm tốc rồi đi qua ngã tư. Câu 229, anh chị thấy là hai cái người đang đứng bên đường không, thì đầu tiên chúng ta phải giảm tốc độ và phải nhường đường cho người ta, xong rồi mình mới được qua. Câu 2230, tăng tốc bỏ đi, chúng ta sẽ chọn giảm tốc. Anh chị nhìn đáp án, anh chị phân tích nhẹ cái là ra được cái đáp án rồi ha, khỏi cần phân tích nhiều quá. Rồi tiếp tục ở đây, mình thấy là có xe ô tô màu xanh, có người đi bộ qua đường, thì mình chắc chắn phải giảm tốc độ trước, rồi để cho xe màu xanh đi qua trước, rồi mình mới đi qua, là xong. Câu 232, thì chắc chắn là không có được vượt qua những người đang đi xe đạp rồi. Câu 233 thì ở đây là thấy đậu 6m đúng, còn 53m là sai, cho nên xe con là đậu đúng. 234 dừng lại là kéo hàng rào qua, chắc chắn mình phải dừng lại rồi chứ mình không có được đi nữa. Câu 235, chúng ta thấy là công nhân nó chạy như thế này mình không có được vượt đâu, bỏ chứ vượt hết đi, chúng ta sẽ giảm tốc độ nha. Rồi, thế là em vừa hoàn thành xong 185 câu về hỏi khó.
Còn từ câu mà 236 tới câu 450 là những câu hỏi là dễ phân tích.